Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, mỗi người mỗi số mệnh khác nhau. Có người gặp đại hạn trong thời điểm này, tiền bạc đội nón ra đi, của cải mất sạch. Nhưng cũng có người tài lộc ùn đổ vào nhà, của cải cứ thay nhau đến tới tấp. Nguyên nhân là do vị trí của ngôi sao cát tinh và hung tinh chiếu mệnh. Mỗi năm, các sao may mắn và vận hạn sẽ thay đổi vị trí, mang lại may mắn cũng như xui xẻo, tai họa cho các con giáp. Trong tháng 9 âm lịch năm 2020, có 3 con giáp bị hung tinh chiếu mệnh, gặp đại hạn, đen đủi nặng nề. Nếu không cẩn thận, còn có thể dẫn tới vỡ nợ bởi bị kẻ tiểu nhân phá hoại. Thậm chí trong số này còn có cả một con giáp đã xui xẻo suốt cả mấy tháng đầu năm. Ấy vậy mà, vận số vẫn cứ trêu ngươi, họa vô đơn chí sang đến tận tháng 9 âm lịch. Vậy quý vị và các bạn có thắc mắc đó là những con giáp nào hay không? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi nội dung chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Sa Cát chia sẻ tiếp thông tin, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Đầu tiên là tuổi Mùi. Có thể nói rằng tháng 9 âm lịch này không phải là một tháng thuận lợi đối với những người tuổi Mùi. Những dự định bạn đặt ra từ khoảng thời gian trước đó sẽ dễ vấp phải khó khăn nếu bắt tay vào thực hiện. Những mối quan hệ cũng dần dần xuất hiện vấn đề. Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ vướng phải nhiều sóng gió trong khoảng thời gian này. Vì thế mà bạn cần chuẩn bị trước tinh thần để đối diện với khó khăn, chớ nên lùi bước vì những rắc rối nhất thời. Hãy coi đây như một cơ hội để rèn luyện bản thân, giúp mình trở thành một người xuất sắc hơn. Trong những ngày này, dưới các tác động của cục diện tương phá, bản mệnh cần luôn chú ý đến những mối quan hệ xung quanh mình. Có thể những người bạn bè, đồng nghiệp tưởng chừng luôn thân thiết với bạn, đang tìm cơ hội để đâm sau lưng bạn. Bạn không nên nhẹ dạ cả tin xem lời xúi giục của người khác. Trước khi thực hiện một việc gì, bạn cần phải kiểm chứng thông tin cho chính xác, nếu không sẽ đẩy mình vào rắc rối. Bạn cũng không nên tốn thời gian để thương tiếc những kẻ đã phản bội mình vì lợi ích trước mắt. Hãy coi đây là một bài học xương máu để không tiếp tục mắc phải trong tương lai. Nguyệt lệnh lâm suy cho thấy những người đã đạt được thành công trước đó rất dễ rơi vào cảnh khó khăn, rắc rối, thậm chí là xuống dốc không phanh. Do đó, dù trước đó có thành công đến mức nào, bạn cũng không nên kiêu căng, tự phụ. Bởi đó có thể là nguồn cơn khiến bạn rơi vào cái bẫy mà kẻ tiểu nhân đã giăng sẵn. Những người trẻ tuổi có thể cảm thấy lo lắng, vô định vì sự nghiệp trước mắt của mình chưa thực sự ổn định. Bạn cần thêm thời gian để suy nghĩ cho thật chắc chắn xem điều mình muốn là gì, điều mình cần là gì để lập ra những mục tiêu rõ ràng hơn. Thậm chí, cho dù bạn đã xác định được một lý tưởng cao đẹp, thì cũng cần nghiên cứu xem cái đích ấy có thực sự phù hợp với năng lực của mình hay không. Người làm công ăn lương cũng cần hạn chế mâu thuẫn với đồng nghiệp và đặc biệt là cấp trên. Thương quan quấy rối cho thấy bạn vốn là người có tài năng nhưng lại quá hiếu thắng, không ý thức được hoàn cảnh giao tiếp của mình. Để những lời nói thiếu kiểm soát của mình gây ra ấn tượng xấu cho cấp trên, đồng thời kẻ xấu có cơ hội lợi dụng bạn. Đường tài lộc của người tuổi Mùi trong những ngày này cũng gặp cục diện tương phá. Tuổi Mùi cần hết sức cẩn thận mỗi khi đưa ra quyết định đầu tư. Đặc biệt, bạn không nên xem nhẹ, cả tin vào những lời rủ rê bùi tai. Thời điểm này, tốt nhất là bạn hãy giữ kỹ những gì mà mình đang sở hữu, không nên vội vàng làm giàu, kẻo xôi hỏng, bỏng không. Trong những ngày này, bạn cũng hạn chế cho người khác vay mượn, thậm chí càng là người thân quen thì càng phải cẩn trọng. Đừng mở hầu bao của mình một cách quá dễ dàng, nếu không thì bạn không những mất tiền mà còn mất cả các mối quan hệ. Tuy nhiên, dù tình hình, sự nghiệp và tài lộc có không được như ý muốn thì bạn cũng chớ nên quá thất vọng hoặc buồn bã.
Thái âm là cát tinh có thể làm giảm đi những tác động tiêu cực không mong muốn, đặc biệt là đối với nữ mệnh. Hãy luôn giữ trạng thái tâm lý tích cực, bạn sẽ thấy những khó khăn trước mắt không còn quá ghê gớm. Thêm vào đó, xung quanh bạn vẫn luôn chẳng bao giờ thiếu những người tốt bụng thực sự muốn giúp đỡ bạn. Thậm chí, trải qua khó khăn lần này, bạn sẽ nhận ra ai là người thật lòng, thật dạ mà mình cần giữ quan hệ. Thứ hai, tuổi Dậu. Tử vi những ngày đầu tháng 9 âm lịch của người tuổi Dậu có tốt, có xấu, nhưng yếu tố xấu vẫn chiếm đa số. Vì thế mà bản mệnh cần hết sức tập trung cho công việc, chú ý điều hòa các mối quan hệ nếu không muốn mình vướng phải nhiều chuyện mâu thuẫn và thị phi. Sự nghiệp của bản mệnh chịu nhiều tác động xấu của cục diện tương hại nên thuận lợi thì ít mà rắc rối thì nhiều. Thời điểm này, tốt nhất là nên giữ tinh thần ổn định, lạc quan, tích cực, không nên bị những yếu tố bên ngoài tác động quá lớn dẫn đến những hành động sai trái. Trong các mối quan hệ với đồng nghiệp, bạn thường phải tiếp xúc với nhiều kẻ xấu tính, những người luôn tìm thời cơ để hãm hại, hạ bệ bạn. Chính vì thế, bạn không nên vội vàng tin theo lời người khác, cũng đừng nên để những lời khích bác khiến mình trở thành người nóng nảy, nông nổi, khiến mọi người có cái nhìn xấu về mình. Nếu làm lãnh đạo, bạn cần phải giữ vững lập trường của bản thân, luôn lắng nghe đa chiều, không vội tin theo những lời kẻ xu nịnh. Bản mệnh cần phải có cái nhìn thấu đáo và sắc sảo để nhận dạng đâu là người tốt cần phải trọng dụng và ai là kẻ xấu cần phải loại trừ. Không chỉ có những ngày đầu mà cả tháng 9 âm lịch bạn sẽ phải lao động khá vất vả. Tuy nhiên, thành quả thu về lại chẳng được bao nhiêu. Song dù có thế nào đi nữa, bạn cũng chớ nên buồn rầu, thất vọng, thậm chí nghĩ tới việc bỏ cuộc. Bởi biết đâu, nếu bạn cố gắng thêm chút ít nữa là có thể vươn tay chạm tới thành công. Nguyệt lệnh Lâm Tử còn cho thấy thời điểm này bạn nên cố gắng, chậm mà chắc, tranh nóng lòng theo đuổi danh lợi, muốn đốt cháy giai đoạn nên thực hiện những công việc không đường hoàng. Con đường tài lộc của người tuổi Dậu cũng phải trải qua nhiều gian truân, vất vả trong những ngày này. Bạn chớ vội nóng lòng kiếm tiền mà đi theo con đường giàu bất chính. Nếu không, sẽ vướng vào vòng lao lý, tiền bạc cũng chẳng thấy đâu. Trong khoảng thời gian phạm vào cục diện tương hại như thế này, bạn chớ nhẹ dạ cả tin, nghe theo những lời rủ rê của người ngoài. Nếu bạn muốn làm giàu, bạn cần phải bước từng bước vững chắc, chứ không phải mơ mộng đến việc trở thành tỷ phú trong một đêm. Rất ít người có thể làm được điều ấy và chắc hẳn bạn cũng khó có khả năng làm được như vậy. Nguyệt lệnh Lâm Tử cho thấy bạn khó làm giàu cũng vì bạn thường xuyên chần chừ, do dự để lỡ cơ hội một cách đáng tiếc. Bạn vốn rất thông minh, có ánh nhìn tinh tế và chuẩn xác trong công việc. Vì thế, nếu thấy cơ hội thì nên nhanh chóng nắm bắt, không nên e dè, tự đánh giá thấp khả năng của mình. Thái dương cát tinh phù trợ, quý nhân vẫn có thể xuất hiện giúp bạn ít nhiều giải quyết được khó khăn trước mắt. Bạn nên học hỏi những người xung quanh nhiều hơn, đồng thời chủ động, tích cực hơn khi giải quyết vấn đề. Tin rằng bạn sẽ gặt hái được nhiều kinh nghiệm quý giá. Tuổi Tuất. Xin chia buồn với những người tuổi Tuất, bởi đầu tháng 9 âm lịch sắp tới, bạn sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn trong cả công việc và cuộc sống. Tốt nhất, bạn hãy chuẩn bị tinh thần trước sóng gió, tránh để bản thân rơi vào cảnh buồn rầu, chán nản, thậm chí là bỏ cuộc. Trên phương diện sự nghiệp, nguyệt lệnh Lâm Mộ cho thấy bạn khó có được bước phát triển trong công việc. Mọi việc không rơi vào cảnh trì trệ, trắc trở đã là may mắn lắm rồi. Bạn làm việc chăm chỉ, cần cù và chắc chắn, nhưng dường như điều ấy là chưa đủ để khẳng định bản thân. Thậm chí, đôi khi sự cẩn thận quá mức khiến bạn trở nên bảo thủ, chậm chạp hơn so với mọi người để lỡ mất thời cơ một cách đáng tiếc. Trong những ngày này, bạn cần học cách quan sát tình huống và đối tượng giao tiếp, không nên thích gì nói lấy, gây tổn thương hoặc làm mất lòng người khác. Kẻ tiểu nhân tìm được cơ hội để hãm hại, hạ bệ bạn. Thái tuế hung tinh còn lại điềm báo cho những tai họa bất ngờ có thể xảy đến với bạn. Vì vậy, một khi bắt tay vào công việc gì, bạn cần hết sức lưu ý, nếu không phải sẽ lãnh những hậu quả đáng tiếc. Bên cạnh đó, âm sát còn cho thấy có kẻ tiểu nhân với suy nghĩ nham hiểm sẽ tiếp cận bạn, tìm cách khiến bạn lơ đãng, buông lỏng, đề phòng để hãm hại bạn. Vận trình tài lộc của người tuổi Tuất không có dấu hiệu tích cực vào những ngày này. Nguyệt lệnh Lâm Mộ tác động lớn đến bản mệnh, khiến bạn thường có những suy nghĩ u mê, thiếu chính xác, gây ra rắc rối trong công việc.
Nếu không cẩn thận để xảy ra sai lầm lớn, bạn có thể phải bỏ cả những đồng tiền, mồ hôi, công sức của mình ra để đền bù. Do thói kiêu ngạo hoặc cố chấp, bạn cũng có thể có cách ứng xử không phù hợp trên một vài trường hợp, khiến các mối quan hệ chịu nhiều tổn hại. Đây có thể là lý do khiến bạn để lỡ hoặc không tiếp cận được với những cơ hội làm ăn triển vọng. Người làm lãnh đạo chớ vội tin theo những lời sỗ ngon, sỗ ngọt, đầu tư sai lầm vào những hạng mục không đáng tin cậy. Bởi như vậy thì bạn không những làm mất tiền của bản thân mà còn gây tổn hại cho tập thể. Xin chia buồn với người tuổi Mùi, tuổi Dậu và tuổi Tuất. Bởi vì dịch bệnh vừa qua đi thì các con giáp lại bị hung tinh và tiểu nhân quấy phá, khiến cho sự nghiệp không thăng tiến được, tài lộc và sức khỏe cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Thầy tử vi học có khuyên nếu muốn hóa giải vận mệnh trong những ngày này thì các tuổi phải đeo vật phẩm minh quang pháp bảo trên cổ mỗi ngày để xua tan được những hung tinh, tà ma và đổi vận cho người đeo. Không những thế, vật phẩm còn giúp con giáp chiêu tài, chiêu lộc và mang lại bình an. Vật phẩm minh quang pháp bảo chứa đựng linh khí trời đất được hội tụ bởi những tinh hoa của Phật Pháp cũng như sự chất lọc tinh túy linh thiêng của trời đất chứa nguồn năng lượng mạnh mẽ. Ví dụ như, cạnh bên của vật phẩm được khắc bộ lục tự đại minh chú Umani Padme Hum mang lại bình an, may mắn, cát lành. Chính giữa của vòng được chạm khắc tinh xảo hình tượng bạch liên hoa, tượng trưng cho bản tính thanh tịnh, thuần khiết, giúp người sử dụng gia trì công đức và tịnh tâm như Phật. Phần sâu của vòng còn có một quả cầu pha lê là quý nhân phù trợ để bạn luôn thành công trong công việc và cuộc sống. Bên trong cầu pha lê là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, bộ kinh có ý nghĩa lớn giúp bạn có trí tuệ và sự thông tuệ trong học tập và công việc. Bên trong còn có hình ảnh bộ Bát Nhã Tâm Kinh và hình tượng của Đức Phật giống như một tấm phù cầu bình an, may mắn của cửu Phật luôn luôn bảo vệ bản mệnh. Bao quanh toàn bộ minh quang pháp bảo chính là biểu tượng của chữ lộc mang ý nghĩa đón tài lộc và giữ tài lộc, biểu trưng cho nguồn của cải, thúc đẩy tài vận. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.